Salon ô tô Luxury Car Hải Dương xin được gửi lời chào tới quý vị quý chị. Tại đây salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng và đều có cam kết bảo hành cho khách hàng sau khi mua là xe hoàn toàn không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, giấy tờ hồ sơ pháp lý an ninh chuẩn chỉ. Quý vị đến đúng địa chỉ của salon ô tô Luxury Car Hải Dương tại số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương hoặc gọi vào hai số hotline 0828 066 166 với số 0978 607 555. Buổi chiều ngày nay bên salon em lại vừa về thêm một mẫu xe phân khúc hạng B nữa để giới thiệu tới toàn thể quý vị. Đây là chiếc Hyundai Accent động cơ 1.4 số tự động. Bản này là bản tiêu chuẩn, không có cửa sổ trời. Chiếc xe này sản xuất năm 2018. Mức sử dụng được hơn 4 vạn km rồi. Và hiện tại đang có mức giá chào bán có 475 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 70% giá trị xe. Chiếc xe này ngoại thất màu đen và nội thất bên trong là ghế da hai màu. Một chiếc xe rất là đẹp. Hyundai Accent là một chiếc xe phân khúc hạng B bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Và cái form dáng của chiếc xe này rất trẻ trung. Động cơ 1.4 rất tiết kiệm nhiên liệu, 100 km tiêu hao khoảng tầm 6 lít đổ về trên 100 km. Xe được trang bị đèn bi xenon, giải led định vị ban ngày. Option trên xe thì được trang bị hộp số tự động, bề nổi thông minh, màn hình có cam lùi, vô lăng tích hợp, tổ hợp phím chức năng. Xe chạy được 41.343 km, ghế da hai màu. Nhìn phối hợp với nội thất rất là sang trọng. Khoang hành lý cũng khá là rộng rãi. Phải nói là chiếc Hyundai Accent là một chiếc xe phân khúc hạng B bán chạy gần như là nhất trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Bởi chiếc xe này rất nhiều option, form dáng đẹp, gương chỉnh điện, cụp điện, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Và dưới nắp capo này là động cơ 1.4, tất cả còn nguyên zin hết. Máy còn rất là mới. Sau khi quý vị quý chị xem xong cái video này mà có nhu cầu muốn mua chiếc xe hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm thì vui lòng liên hệ vào số 0828 066 166 và số 0978 607 555. Chiếc Hyundai Accent động cơ 1.4 số tự động này em đang chào bán là 475 triệu.